Hello, chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng mọi người đến với lại chó Bắc Hà TV và đến với lại cái video tiếp theo của em mọi người ơi. À, chiều hôm nay là chiều thứ bảy em lại lên video mọi người ạ, lên video để mọi người xem và cập nhật những chú cún mới. À, vừa mới về ba chú cọc đấy, thì như em đã trả lời với một số bác đấy là hỏi là có cọc hay không ấy, thì em bảo là đến tầm cuối tuần này có, thì hôm nay thứ bảy là có cọc về mọi người ạ. Có ba em cọc đỏ, hai cái đấy, nghe cái từ hai cái thích rồi mọi người ạ. Cọc đỏ mà cái là cực hiếm rồi đấy, em nói nhanh với các bác thế. Đây là một con cọc đực, thì cọc cái thì có một con cọc tịt, một con cọc thỏ đấy. Thì nữa em sẽ quay ngược cam em cho các bác biết đấy, nói đúng hay sai này. Đấy, cái con này nó gãi tai cọc vẹn này, chó chết vẫn đang nuôi hộ ấy, đẹp kinh khủng luôn cọc vẹn ấy. Đấy mọi người nhìn thấy đây đấy, con cọc đỏ nhá. Đấy đấy nhá, thì mọi người xem video nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ video ủng hộ em nhá. Đấy, mai em lại tiếp tục phát trực tiếp tại chợ mọi người nhá, từ tầm khoảng 7 giờ đến 8 rưỡi mọi người nhá. Trong khoảng thời gian đấy có thể là 7 giờ 15 hoặc 7 giờ mọi người nhá. Mọi người xem video anh nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ video ủng hộ em. Bây giờ em sẽ không để mọi người phải chờ đợi lâu nữa, em sẽ quay ngược cam để cho mọi người cập nhật những chú cún ngày hôm nay có ba con cọc đỏ, và em sẽ cập nhật thêm một chú sù đỏ đấy, và em sẽ phân tích kỹ với chú sù đỏ đực này và lên trại cho các bác ngắm một số cún của các bác mà còn chưa xuất được. Vậy nhé mọi người nhá. Bát đầu tiên là con cọc cái này. Đang ăn gì không biết. Hả? Đang nhai xương à? Hả? Đang nhai xương à? Đấy, cọc cái, cọc tịt này. Đấy, cọc này, nhìn thấy cọc này thì không bao giờ phải lo là không chuẩn nhé mọi người nhé. Nó cứ phải là chuẩn đét, nhìn thấy hạt gạo thò luôn đây kìa. Đây cọc cái này. Ôi, cọc cái này mọi người. Đấy. Con này đốm một tí nữa này. Đấy, cọc tịt. Đốm một tí nữa nhá. Ai ứ rồi, nhanh nhẹn lắm, bọn cọc này lúc nào nó phải nhanh nhẹn. Giống mua phim này. Đàn này đẹp lắm mọi người ạ, cọc tịt mà không huyền đề nhá mọi người nhá. Đấy. Bảo hành mọi tật lỗi luôn, riêng cái đàn cọc này. Tai bé, tai này chắc tầm khoảng tháng rưỡi 2 tháng rồi nên. Nó cũng phải tầm đấy mọi người ạ. Đấy. Bởi vì nó tai bé là ok rồi, chỉ cần biết tai bé là nó sướng rồi đã. Đấy, là nhìn nhanh nhẹn chưa? Đấy. Cọc này mà để chụp ảnh được nó thì cực khó mọi người nhá. Nó luôn chân luôn tay nhanh nhẹn lắm. Đấy. Đấy là con cái. Em tạm gọi nó là con số 1 mọi người nhá. Đấy. Cho mọi người nhìn kỹ mặt nào. Đấy, mặt đẹp chưa? Đấy. Đấy. Cọc cái đấy. Con này thì đỏ tuyền nhá mọi người nhá. Cọc cái đỏ tuyền. Không một sợi lông trắng luôn này. Nhìn thấy chưa? Đấy. Cọc cái đỏ tuyền. Đấy, số 1 nhá. Hàng đẹp đấy, hàng siêu ấy. Siêu đẹp của em đấy nhờ. Giờ đến thằng đực. À, thằng đực xuống đây. À, đực. Thằng đực là nói là cọc thỏ thì không phải, nhưng cọc tịt thì cũng chưa đúng lắm. Nó ở cái ngưỡng là hơi tịt một tí. Đây, nếu mà lớn lên thì nó vẫn là tịt thôi mọi người ạ. Anh cái con này ghê gớm. Đây, đây. Thằng này mặt thì cute hơn. Ê, nó không cho bắt đâu mọi người ạ. Xem em có cái gì đẹp không nhau. Con này cũng đỏ tuyền mọi người này. Không một sợi lông trắng. Đấy, không một sợi lông trắng luôn. Đấy, cọc đực đỏ tuyền. Đuôi là cọc tịt luôn này. Nó không phải thỏ đâu, nó chỉ thỏ một tí hạt gạo lên này mọi người này. Đấy, một tí hạt gạo luôn. Đấy. Riêng cọc của em bán thì lúc nào cũng là cọc chuẩn. Chuẩn đét đèn đẹp luôn. Thế là con số 1 là cọc tịt đỏ tiền đúng không ạ? Con số 2 là cọc đực cũng đỏ tiền. Con số 1 cọc tịt cái đỏ tiền. Đây con số 3 này. Đấy, cái con đen này chốc nữa lên tối nay lên xe, mai lên máy bay vào Sài Gòn rồi này. Đấy, hiện tại đã có máy bay vào Sài Gòn rồi nhá.
Còn các bác là ở xa Sài Gòn hơi xa Sài Gòn ấy thì em chịu. Còn các bác có thể ra sân bay lấy được chó là em có thể gửi nhá. Này. Bạn này, bạn này là bạn cái đấy mọi người này, này cái cọc thỏ đây này. Đấy, cọc thỏ này, chuẩn chưa? Đấy. Bạn này nhát hơn hai bạn kia một tí. Xem có trắng tính ngực nào. Ui, cũng không trắng tính ngực nào luôn này mọi người này. Này chó bạn này còn nguyên cả ve chó đi mọi người này. Này đây, em dứt dứt cái ve này mọi người, đây ve này đấy, em dứt ra cho mọi người xem nhé. Ây, ây à, này đấy em dẫm rồi chết tỉnh quá này đấy, sợ quá. À, xem còn ve nào. Đây con cái nhá, con này thì là bé nhất so với hai con kia. Đấy, con này là cọc thỏ, cái cọc thỏ số 3 ấy mọi người nhá, đỏ tuyền. Nói chung cả ba con ở trong cái đàn này đều đỏ tuyền hết, không tật nỗi, tức là không không bị huyền đề. Đấy, này, tai bé. Ừ, xem là con này đốm nữa. Bạn này thì hình như đốm một tít ở trong một tí. Đấy, thì là ba con đều là đỏ tuyền này, hai cái một đực này. Hai con kia to hơn. Đấy, hai con kia to hơn thì hai con kia nó rơi vào khoảng 4 cân rưỡi, gần 5 cân. Còn con này nó rơi vào khoảng 4 cân. Đấy. Đấy, thế là tổng là ba em cọc rồi nhá. Đây cái bạn này vẫn đang nuôi hộ, vẫn chưa đi vào Đồng Nai được này. Đây, giờ em nói có được à. Có được này khó sờ phết đấy mọi người ạ. Này. Đây, con đực này là lông nó dài lắm đây này, mọi người nhìn ở cái bờm này biết này. Ai, thấy mà mọi người thấy ghê gớm chưa? Đấy, tức là từ hôm nó về giờ là em đi công tác suốt, em không có thời gian ở nhà, chưa làm quen được với nó. Đấy, nên là giờ thái độ lắm, giờ chắc chỉ vợ em hoặc là trẻ con nó sờ quá thôi. Đấy, mọi người muốn biết là lông nó xù hay không, mọi người nhìn vào cái chỗ này. Đấy, giữa chỗ lông người ta cạo đi đúng không ạ? Này, cạo đi này để người ta chữa, nó bị viêm trước bị viêm da mà. Đấy, nó nóng quá bị viêm da người ta chữa. Đấy, người ta cạo đi. Còn cái phần không cạo mọi người nhìn thấy lông nó dài không? Đấy, bầm cổ này. Đấy, bầm lưng này. Đấy, cả mặt nữa này. Con này mõm hộp luôn nhá. Mõm hộp. Đấy. Mọi người để ý hai cái lông hai bên này chưa? Rất giống cái con sư tử đỏ trên bản mọi người thấy không? Đấy. Cái hai cái lông nó ra rồi. Đấy. Thì nó sẽ có màu đấy. Đấy, mấy nữa nó thay lông nữa là ok mọi người ạ. Bạn này thì chính xác là được hơn 8 tháng. Đấy. Sắp thay lông rồi. Đấy, đầu thủ là cũng tương đối không huyền đề. Làm sao? Ý kiến gì? Bạn này trạng tầm khoảng 16 cân mọi người ạ. Bạn này thì không biết là sau này tai có dựng không, nhưng em thấy là một bên là không khả thi. Ví dụ bên này thì ok này, bên trái ok, tai chuẩn tai cụp, nhưng bên kia có vẻ là hơi vỉnh vảnh nên không biết thế nào. Nhưng em nghĩ là nó cũng cụp thôi mọi người ạ. Đấy. Bạn này thì chân tay là cũng ok, to chứ không phải nhỏ. Đấy, giờ chỉ chờ lông ở phần sau này và phần đuôi nó phun ra là ok rồi. Đấy, hiện tại đấy cứ gừ. Đấy, lông phần lửa người trên ok đúng không mọi người? Mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, giờ nhìn nó như kiểu sư tử. Phần sau thì ít lông, phần trước thì nhiều lông, phần sau đáng lẽ là nhiều lắm đấy, do người ta cạo đi, người ta chữa bệnh thôi mọi người. Cái này là thông tin chính xác luôn nhá. Đấy. Một cọc này ghét chứ. Răng bi đầy đủ hết nhá. Nhưng con này em bảo hành mọi tật nỗi cho các bác này. Răng bi đầy đủ, răng em khám rồi. Đấy, bi khám rồi. Hôm về hạ lồng phát là chưa bỏ ra em đã khám luôn này. Đấy, lúc đấy tức là nó đang ở trong lồng nó chật ấy. Đấy, thì mình có thể khám được. Đấy, kìa sung ống này. Đấy. Đây, hai bệ pháo này, hai quả này. Làm ốp luôn dưới đất. Bạn này cũng đỏ tuyền luôn nhá, không một sợi trắng luôn mọi người ạ, đỏ tuyền luôn. Đấy. Bạn này to hết cỡ thì em dự định nó khoảng 21 hay 22 cân là chắc chắn, không tính béo phì mọi người nhá. Đây, còn trong video này cái bạn chủ của cái em này thì cũng lên tiếng ấy, xong rồi nhắn tin thôi, gọi điện để em gửi em ship đi, nuôi hộ lâu quá rồi. Đấy. Đấy. Đấy.
nó bờm, bọn này bờm cái lông lá này nó có hình như này này mọi người đấy, sau con này thế này đấy. Nó đủ ngày đủ tháng đủ tuổi là nó phun luôn. Mày không phải gừ, tao chủ mày mày dám gừ tao à hả? Đấy. Bọn đã làm nữa, cứ làm ếch ra này, đặc biệt là bọn cọc này đều lắm. Đây bạn này tối nay gửi này, tối nay gửi bạn này này, bạn số trắng này. Đấy. Con cọc này nhìn ghét. Cọc vẹn, cọc vẹn, cọc vẹn. Con này là trong cái đàn nhà đại gia Lào Cai đấy, em vẫn nuôi hộ đến tận bây giờ luôn này. Có máy bay rồi, xem chủ mày gần máy bay, tao gửi lốt vào đi cho rảnh nợ đi, tao nuôi hộ nhiều quá rồi. Đấy. Tổng ở đây là hôm nay là em lên video là có 4 em ở dưới này nhá. Là có 3 em cọc đỏ Tuyền, 2 cái một đực và một em Bắc Hà Sù Đực này nhá. Đấy, 8 tháng 16 cân. Và bây giờ em sẽ lên trên trại để em cập nhật tiếp những con chó mà chưa có chủ nhá. Trên đấy hình như vẫn còn 2-3 con chưa có chủ mọi người ạ. Vậy nhá mọi người nhá. Đấy, này. Đứng ở trại. Đấy, đấy. Trong các con cái đen này, con này là lông là phũ nhất này. Đấy, con này có chủ rồi này, vẫn đang nuôi hộ này. Chắc là chờ mũi tiêm thứ hai mới lấy sao ấy. Lông nó tẩm luôn đúng con này này. Đấy. Đây là con cái của anh Giao đây này. Đấy, con cái của anh Giao đấy. Đấy. Giờ chỉ hỏi là chờ ấy là gửi thôi. Chờ có xe là gửi thôi mọi người ạ. Đấy. Đấy, gà của bà Lội này vào hết chuồng này. Gà với chó chung với nhau. Đấy. Gà vào đóng cửa lồng khá phết. Đây. Đây là hai cái bạn này. Nhanh nhẹn đây. Đây cái con hôm số 7 đấy. Mà có bác là bác bảo 6 số 7 nhỉ. Có bác bảo bắt đây con vào Sài Gòn đây. Vào trong miền Nam đây. Đấy. Giờ chuẩn bị gửi được đây. Các bác chủ động liên hệ em nhé. Cái con vào này. Bắt con này. Ở đây con của anh Giao đây này. Anh Giao ơi, đây. Đây con cái của anh đây nhá. Đây. Đấy. Đấy, đấy là con của anh. Thế hiện tại bây giờ là còn con đực này nhá. Đây. Còn con đực huyền đề đơn này, lúc em nhìn không để ý. Nhưng mà nhiều chó quá chả thể để ý được đây. Còn con trắng, xù trắng này, huyền đề đơn này. Đây còn con này. Mọi người nhá, con này giờ nó cũng tầm khoảng phải có ghét 6 cân rồi. Nó phải tầm 6 cân rồi mọi người ạ. Đấy, con này tầm 6 cân rồi. Đấy, đẹp mê linh quật quại luôn. Đấy, con cái gớm chưa? Ở thành đôi thì cắn nhau, cái con đen này toàn bắt nạt nó thôi. Đây con đen lông lá tẩm chưa? Đấy. Đấy. Con đen trong tập cầu 1 đấy, vẫn đang nuôi hộ đấy. Đấy, con được cài đẹp chưa? Gốc đuôi to chưa? Đuôi to chưa? Đuôi to chưa mọi người? Đấy, bác nào bắt rồi còn cơ hội cho em này này. Đấy. Còn em này giờ giá nó lại lên rồi đấy mọi người ạ. Đấy, trước thì chả bắt, giờ lên rồi. Đấy, còn con cái này của anh Giao này. Úi, nhanh nhanh. Anh Giao trong Sài Gòn này. Đấy. Đấy, còn con này này. Con này có người đăng ký rồi nhưng chưa thấy chuyển tiền. Đấy, nha. Nên là trong video này bác nào bắt thì chuyển tiền em để luôn ra này. Con vàng này. Đấy, và tiếp tục ra đây. Ra đây mọi người. Đây. Đây. Con này là con số 4 trong cái video trước đây. Mọi người bảo không xù đây. Đây giờ mọi người xem nó có xù không nhỉ. Đấy lông nó như này. Mọi người có xù không? Nó quá xù luôn. Lúc đấy là vừa tắm xong lông nó bết. Mọi người hiểu không? Đấy. Hôm nay em mới quay lại video mấy đứa này. Đấy. Thì đàn này có 4 bạn thì bán 2 bạn rồi.
một bạn thì đã gửi và một bạn thì vẫn đang nuôi hộ đây. Nuôi hộ ông chú ở dưới Hà Nam đây, cái con siêu xù siêu to, con to nhất đàn. Con bây giờ phải hơn 12 cân rồi. Đấy, nó tầm gần 4 tháng mà tầm hơn 12 cân là to lắm đấy mọi người, con này này. Đấy. Đấy, đây. Mọi người bảo xù không? Xù không? Đó. Mẹ nhìn tẩm luôn. Đấy, và hiện tại bây giờ là còn con sù đỏ kia nhá mọi người nhá, sù đỏ đực. Đấy, và cái con sù đỏ đực chân vẹn này. Con này là vẹn, sù đỏ vẹn nhá, đực. Đấy, con này là đực nhá mọi người nhá. Con kia cũng là đực này. Đấy. Cả hai con đều đực, còn con này thì có chủ rồi. Con này to nhất đàn là con chú chọn cho ông ấy rồi, ông ở Hưng Yên để bắt về làm giống ấy mọi người. Đấy, con này to lắm. Đấy, là con em này. Đấy. Chân vẹn thôi, còn lông lá thì vẫn là sù đỏ. Tức là lông nó nhạt hơn so với hai con kia thôi. Đấy, trong video trước mọi người biết rồi đúng không ạ? Này. Đấy. Nó to lắm, con này mõm thì to ngang với con to này. Nhưng mà cân nặng nó không bằng đâu. Đấy, to chưa? Đấy, lông lá không phải nghĩ đúng không ạ? Con này nó tầm trên 10 cân rồi. Đấy. Bác nào bắt con này ở cái cuối đuôi kia không phải màu đen nhá, hôm có bác hỏi em là màu đen, riêng màu đen em nói các bác biết là màu đen không bao giờ đi màu đỏ, các bác nhớ là như thế nhá, màu đen là không bao giờ đi màu đỏ, màu đỏ chỉ đi màu trắng đấy hoặc màu vàng, không bao giờ đi màu đen đấy. Đấy, các bác nhớ như thế, và màu đen thì chỉ đi với lại màu trắng, không bao giờ màu đen đi màu đỏ với màu, các bác nhớ thế. Đấy, đấy nhìn nhá, đấy là cái phần lông đỏ đấy. Nhiều con nó có cái chấm như thế. Đấy, sau này nó rất là đậm. Đấy, thì trong video này còn thêm bạn này này. Đấy. Và bạn này, đấy, bác nào bắt em nào thì với em nhá. Đang bị tiền là bán hết. Bán hết luôn. Đấy. Đấy. Con này nó tầm khoảng 10 cân mọi người, con này. Con này trắng mới có mấy sợi lông ở ngực thôi mọi người. Đấy, có khoảng 2-3-4 sợi. Đấy, nó có một túm rất nhỏ. Đấy, tính ra là sau này lớn này thành đỏ tuyền hết đấy con này. Đấy, bác nào bắt con này nha. Thế là dưới kia 4 con đúng không ạ? 4 con, bên trên này 3 con là 7 con. Dưới kia là 3 con cọc đỏ này. Đấy, 1 con sù đỏ này. Trên này là có 2 em sù đỏ này. Và 1 em được sù được trắng kia. Đấy là tổng là 7 em nhá. Trong video này em sẽ giao lưu với bác 7 em. Bác nào các bác xem thì nhớ là xem kỹ video. Đấy, xem kỹ video và nghe thông tin em nói trên video để mọi người chốt nhá. Chứ nhiều bác cứ đòi ảnh, em bảo là rồi, ảnh không bao giờ nó chính xác và nó chân thực bằng video được đâu. Ảnh người ta có thể chụp rất là nhiều ảnh, sau đó người ta sẽ zoom lên, người ta cắt xén ảnh. Đấy, để làm sao là có những ảnh nó đẹp nhất. Nên là nhiều khi nó bị méo mó, nó không đúng sự thật đâu các bác ạ. Cứ xem video là chân thực nhất. Đấy. Video thì không có thể sửa được rồi. Không có thể là sửa trực tiếp này được đúng không ạ? Đấy, nên là mọi người xem thì cứ theo thói quen hoặc là do em chia sẻ, mọi người đủ biết là như thế nào là đúng, như thế nào là đẹp. Đấy. Vậy nhá mọi người nhá, trong video này em xin phép là em kết thúc video đây mọi người ạ. Này, trời chuẩn bị tối rồi này. Đấy. Đấy. Xung quanh nhà em đây, đây nhà em rồi. Đấy. Đấy thì mọi người xem video nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ video của em, và số điện thoại của em lúc nào cũng ở góc trên bên phải màn hình nhé. Đấy, bắt đầu có số điện thoại, đầu tiên là số Zalo 0812072628, còn muốn liên hệ trực tiếp thì các bác alo 0394889856. Đấy là số điện thoại lúc nào em cầm trên tay. Đấy. Còn các bác muốn đăng ký kênh thì em nhắc lại một lần nữa. Các bác đăng ký kênh thì các bác cứ vào YouTube đúng không ạ? Các bác đánh chữ chó Bác Hà TV, sau đó là nó sẽ hiện lên kênh của em, thì các bác có thể chọn vào video nào đó, các bác ấn vào hình ảnh đại diện của em là sẽ tới cái kênh của em, và các bác ấn chữ đăng ký. Sau đó bật nút chuông, tức là cái nút chuông bên sau khi đăng ký nó sẽ hiện cái nút chuông ở ngay bên cạnh bên phải ấy. Thì mọi người ấn vào đấy, chọn tất cả là ok. Mỗi khi em có cún đẹp em sẽ đăng lên YouTube thì nó sẽ báo
luôn đến các bác luôn. Còn các bác cứ bảo là sao anh không xem, không thấy video em đăng chó trên Zalo. Em có đăng, em có làm Zalo đâu, em làm YouTube rồi mà. Nên là tất cả video cập nhật những chú cún mới thì em đều đăng trên YouTube mọi người nhá. Còn Zalo chỉ là nơi để em chia sẻ đường link thôi. Vậy nhá mọi người nhá, hoặc là em thông báo những cái gì sự kiện đó mọi người ạ. Đấy, thôi, em không nói nhiều nữa. Xin chào tất cả các bác đây, xuống này để làm video đăng lên cho các bác xem đây. Đấy. Vậy nhá mọi người nhá. Chào tất cả mọi người.